Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính, cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ thêu logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871 hoặc truy cập website theologo.vn. Ngày thứ năm nơi sẽ diễn ra trận cầu bán kết tại giải đá Junior Line mùa giải khung này, và đây là Hà Nội ở trong đội xuất phát của mình thì Đăng Hoài cũng được xuất hiện ngay đầu cùng với Nam Khánh, cùng với Thế Anh và số 9 là Trần Bảo Kỳ. Bắt chín dành cho EU ngày hôm nay là thủ môn Lê Nguyên Khải. Trong khi đó đội hình của các cầu thủ Vika băng đội trưởng ngày hôm nay thuộc về số 13 Nguyễn Hoài Hào, số 3 Chí Nhân, số 10 là cầu thủ Như Dung. Như vậy năm nay ở trong mình của cao thủ Vika dù là một cái tên rất mới, nhưng Vika nồng cốt chính là cao thủ David Sốc thứ 3 của bóng đưa từ Quảng Ngãi. Ngoài ra đội bóng này có sự kết hợp của các cầu đến từ đơn trường, chính vì thế mà họ được đánh giá là đối thủ xứng tầm với cao thủ EU ngày hôm nay. Huy Hiệp pha trả bóng của Chí Nhân tại trên cầu bán kết của mình trong áo của lão tướng các xã Thu Sơn. Chí Nhân cũng đang ghi tên mình vào chơi trận cầu chung kết mùa giải thứ tư liên tiếp. Bóng chuyền của Đăng Hoài, Đăng Khánh. Lúc này ở trên bàn xếp hàng của vua phá lưới, Nguyễn Nam Khánh đang sở hữu 14 bàn. Và Nam Khánh đang xếp thứ hai trong xếp vua phá lưới sau cầu thủ của Sikulason là Vinh Quang. Vinh Quang lúc này có được đến 17 bàn. Bảo Quy. Ngoài việc chơi tại Hà Nội Syria, thì cầu thủ năm nay 36 tuổi Trần Bảo Quy cũng chơi tại CDC và cách đây vài ngày vào ngày thứ ba tại trận cầu bán kết tên đã cùng với câu lạc bộ Phan Lâm vào chơi chung kết mùa giải thứ 6 của CDC. Bảo Quy cũng đang hoài. Ngày hôm nay đội trưởng của các cầu thủ EU vẫn là ông bầu cái đội trưởng là số 10 Thế Anh. Năm nay thành tích ghi bàn của Thế Anh, cầu thủ có biệt danh là Phóng Tôm chơi khá tốt. Lúc này thì cục Phóng Tôm đã có được 12 bàn thắng và đang là chơi sút tốt thứ hai của ca thủ EU. Tôi nói thành tích trong 12 vòng đấu loại đã qua của ca thủ EU là rất tốt. Họ lúc này vừa sở hữu hàng công mấy quả dày, vừa là hàng thủ chắc chắn nhất, ghi được tới 48 bàn và mới thua 21 bàn. Vừa rồi là pha vượt mà chưa thấy sự nhuyễn của cao thủ Vika. Người vừa có pha chạm bóng là Như Dung. Trên Mộc Kỳ Đăng Hoài. Đội hình đã được bố trí rất rõ ràng 3-1. EU đang chơi với bộ ba phía dưới là hai cánh gồm có Nam Khánh, Bảo Kỳ, đá phi sô là Đăng Hoài và đá pivot ở tổ này là Phong Tâm. Vẫn là những pha xoay bóng của các anh trai áo xanh. Bắt bên rồi, phải không? Chí Nhân. Như Dung. Và
anh nói với việc ca thủ Rika mùa giải thứ 6 tại giải bóng đá Jun Lay ở Hà Đông Sia năm nay có sự kết hợp của cầu thủ đội U23 và các cầu thủ đến từ câu lạc bộ Đơn Dương thì họ đang là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Cho dù thành tích tại vòng loại của ca thủ Rika chỉ là thứ, con số tại vòng loại của ca thủ Rika là rất đẹp. Bây giờ đó là không, không ai. Đó là quả truyền xuyên kim của Trần Bảo Huy. Chú xin của tôi thì chân sút tốt tay tại giải đấu này đã có thể lên tiếng một tình huống mà Nam Khánh cũng đang di chuyển không ngoan. Nam Khánh, Trần Bảo Huy. Lúc này thì tổ đấu trên sân được hai đội bố trí cũng là những con người tốt nhất. Đó là một pha va chạm rất mạnh. Trọng tài vừa rồi đã nhắc nhở với Như Dung. Giống như mùa giải năm ngoái thì các cầu thủ của B số 23 trong áo của Rika là những cầu thủ thi đấu cực kỳ nhiều huyết, không hề e ngại va chạm. Chúng ta đến với quả đá phạt trực tiếp của Đăng Hoài. Bảo Huy, cầu thủ Rika liên tục ra sân mỗi khi có thể. Cú sút. Trong khi đối thủ lúc này sở hữu cầu thủ Nam Khánh có được 14 bàn, tạm thời xếp hai trong trận đấu vô phương lưới. Từ bên phía cầu thủ Rika, lúc này thì họ đang có 27, tức là hữu sinh. Cầu thủ bóng áo số 7 này đang có được 10 bàn và là niềm hy vọng số 1 ở trên công của đội bóng đến từ Quảng Ngãi. Quả chuyền hậu của Huy Hào phản công. Đá hay, mất bên rồi. Đến là số 13, Huy Hào. Hữu sinh. Trước khi thời băng lên, đây là hàn đấu cao nhất, tức là hàn đấu sinh ra của giải Junior League mùa giải 2017. Giải đấu có sự góp mặt của 7 câu lạc bộ, 7 đội đã trải qua vòng đấu loại gồm có 12 lượt trận đi và về. Lúc này cặp đấu còn lại của trận cầu bán kết 2 sẽ được diễn ra sau trận cầu này, cũng là một cặp đấu đầy duyên nợ. Sigurdsson giá đầu với các cầu thủ câu lạc bộ Ý Lộc Vĩnh Yên. Quả đá cố định dành cho các cầu thủ Electric United, tức là cầu thủ EU. Bảo Kỳ, Đăng Hoài, Bảo Kỳ đang thay phiên nhau đá thấp nhất ở trong đội hình chơi thấp của đội EU. Đăng Hoài quá cao. Những thời điểm đã qua chúng ta thấy rất rõ là các cầu thủ của câu lạc bộ EU đã chơi tốt, nguy hiểm quá. Đang có một ca chấn thương và người đang bị đau là Thế Anh. Như vậy là đội chuyền phấn tôn của các anh trai EU vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Đăng Hoài nối lên Lâm Khánh. Đăng Hoài, những thời điểm đá qua thì Đăng Hoài liên tục phản đối vị trí với Trần Bảo Kỳ cũng như Nam Khánh để dẫn lên cao hỗ trợ tấn công ở cánh. Mục đích không gì khác hơn là để mang lại tính đột biến ở trong pha tấn công dành cho các cầu thủ Athletic. Đây là tình huống mà Phùng Tôn đã bị phạm lỗi. Thì đúng là đá phạt dành cho các thủ EU, tuy nhiên là khoảng cách vẫn còn tương đối xa. Hai cầu thủ đang đứng gần bóng là Đăng Hoài và Nam Khánh. Nam Khánh chỉ làm động tác lốc cười thôi, nguy hiểm đến rồi. Không được, chưa có động tác thêm một nhịp nhàng. Sẽ thêm cho Nam Khánh. Số 23 cũng là người đã có được cơ hội tốt nhất từ đầu trận khi anh đã di chuyển thôi mình. Trước đó là đường truyền và kỹ thuật chung qua một rung chân áo sinh nhật. Rất tiếc ở trong cú đó thì Đăng Hoài cùng với các đội của mình cũng không thể xử lý thành công. Rất giàu, Nam Khánh. Bố chậm. Chí Nhân
dung. Xuống xa cú đá có lực đi rất tốt của số 7. Nỗ lực của dân thủ Hữu Sinh đã mang về cho cao thủ Vika một quả đá gấp. Bóng đá chạm tay của Hữu Dung. Trên bao quy vẫn là một thế trận hoàn toàn chủ động đến từ các cầu thủ đi cầu thủ EU, nhưng họ chắc chắn là sẽ phải cũng cực kỳ cẩn thận trong các pha bóng phản công của đối phương. Vika ngày hôm nay chủ động đá phòng thủ rất rõ và đó là cái đá phòng thủ phản công. Cả thủ Vika sẽ chờ đợi thời cơ sau khi cướp bóng. Cướp được bóng thì họ ngay lập tức tạo ra các đợt tấn công thần tốc. Hữu Sinh có truyền thông của Hữu Sinh. Hôm nay thì tại hàng đấu dành cho các lực lượng hàng đấu CDC, giải đấu chúng ta cũng đã xác định được hai tấm vé vào chơi trên cầu chung kết. Đó là hai tấm vé dành cho Hà Nội Bóng Con thích tốt nhất tại giải Lão Tướng trong vòng 5 năm qua. Phan Lâm sẽ gặp các cầu thủ Tấn Công Việt. Còn Lão Tướng Sài Thu Sơn, mùa giải thứ tư liên tiếp họ đã vào chơi chung kết. Tại trên cầu bán kết vào ngày thứ ba thì cao thủ Lão Tướng Phan Lâm dù đã để cho đối phương san bằng cách biệt một điều trong đấu thứ hai nhưng họ vẫn bình tĩnh bằng pha tỏa sáng của Phan Hải Nguyên và Trịnh Bảo Quy. Còn chiến thắng chung cuộc là 3-1. Trong khi đó thì Thúy Sơn dù vất vả hòa một điều trước cao thủ Quảng Ngãi nhưng ở sân Mỹ Đình thì cao thủ Thúy Sơn vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và họ thắng chung cuộc chấm tên là 3-1. Là số của Dung. Hoàng Hậu không thể xử lý tốt hơn và đưa đường truyền qua bên phía bên trái dành cho 27. Một tình huống mà các hậu vệ của EU cũng đã áp sát kịp thời. Ngoài hai chỉ cầu tại vòng đấu bán kết hạt đấu cao nhất giải Jula 2017 còn có vòng đấu bán kết khác. Vào ngày thứ sáu tức ngày mai sẽ diễn ra bán kết ở Hà Nội Zizmi và sẽ có người dù là của chính nhân. Trên lúc này thì cầu thủ của Riga đang có hai cầu thủ chuyên đá pivot và đang chơi kính có khả năng dứt điểm rất mạnh. Đó là 27 trên Hữu Sinh và số 3 Nguyễn Trí Nhân. Trí Nhân lúc này đang có được 5 bàn, còn Hữu Sinh có được 10 bàn. Trong đó lúc này Riga cũng đang có Hoài Hảo, đội trưởng và Nasu Iba này cũng đang có thì thích tốt. Số 13 đang có được 7 bàn dưới nhà. Lối tổng hợp vừa rồi cũng là lối tổng hợp thứ tư của các cầu thủ Riga. Chắc chắn là họ sẽ phải cực kỳ đáng chú ý ở trong tình tiết này. Không ngại va chạm nhưng phải hạn chế thủ lối. Đăng Hoàng lên đây làm động tác di chuyển lốc người. Bắt bài rồi. Bên con kế dung. Bên phía cao thủ EU thì họ đã có sự thay đổi người đầu tiên của chiều. Đội trưởng Phong Tôm được rút sân nghỉ để thay thế bằng một thủ hứa hẹn sẽ tạo ra sự đột biến. Đó là Nguyễn Viết Kế Dung. Năm nay đã 39 tuổi nhưng là một con bài quan trọng của cao thủ EU. Kế Dung. Bật mình rồi, Nam Khánh. Cả Nam Khánh và Nguyễn Viết Kế Dung. Hai bay, làm gì 50-50. Vẫn còn Hữu Dung chuyển xuống. Cơ hội đã qua đi nhưng đây là tình huống mà chúng ta xác định có lỗi của cầu thủ Đức Dịch Hữu Thích. Trước đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn Lê Nguyễn Khải. Ngày hôm nay đăng ký thi đấu cho cầu thủ EU. Họ có hai thủ môn. Đó là Lê Nguyễn Khải và thủ môn giờ đang kinh nghiệm là Lê Minh Thành. Đứng trước bóng lúc này là số 10 Như Dung. Trần Như Dung hiện, thế này! Thì đúng mà Lê Quỳnh Khải đã chơi tốt.
hai tình huống liên tiếp mà thủ môn người Quảng Trị đã cản phá kịp thời. Chí Nhân đối với Vi Dung. Trần Hữu Sinh bóng với tên này trong khuôn tay không được rồi, cái bóng đi quá nhanh và rõ ràng ở trận đấu này thì Chí Nhân không thể nào theo kịp. Nhưng khoảng 5 phút đã qua thì đội hình thi đấu của ca thủ Vika đang chơi rất tốt và họ cũng đang có những cơ hội nhất định cho mình. Nguyễn Đăng Hoài, Nam Thịnh, sau khi đội trường phong tôm của các thủ EU rơi sân thì ở trên sân các cầu thủ EU sẽ có bộ đôi rất hiểu ý nhau là Nam Thịnh và Tiêu Trung, là hai đội nhỏ bé nhưng là cầu thủ cực kỳ kỹ thuật. Thưa quá chung khá là bày đây là thời điểm mà chính các cầu thủ Rika mới là những người đã chủ động ở trên sân chứ không còn là cầu thủ ở dưới YouTube nữa. Không được động tác cài đè chưa thành công của Như Dung, có lẽ đường truyền được đổi của anh là chưa chính xác. Đang ngoài trông báo của Bishop 1-2-3 thì Như Dung chính là người đội trưởng đáng tin cậy bậc nhất ở trong đội hình của đội bóng Quảng Ngãi. Hai cầu thủ của đội phòng rồi thôi Nam Khánh sạch kỹ lập đánh gần ngay lập tức đã có một pha tắt túng chính xác của Chí Nhân. Thì đúng mà Nam Khánh cũng đã thoát xuống được ở đá biên. Các bạn giảm đã theo dõi buổi kỹ thuật chung kết trình cầu tại vòng đấu bán kết Syria giải bóng đá Junior League 2017. Hai đội EU và cao thủ Dika đang chơi sôi nổi nhưng kết quả lúc này là kết quả hòa không được. Và đây là một kết quả cũng như thế trận mà nhiều người đã lường trước. Các cầu thủ Dika chỉ cán đích vị trí cùng tại vòng loại. Những đối và những con người của họ là không hề bị kém đối phương. Đang có một cái chơi tiếp biệt cú đá của 27 nhưng lần này là không chính xác. Trong đó thì Trần Bảo Kỳ đã ôm mặt nằm sân. Trình cầu bán kết số cơ hội tương đối trong những tuần vừa qua. Trong đó có hai thứ mà thủ môn Lê Quang Khải của đối phương đã phải trổ tay. Nguyễn Chí Nhân chưa có duy nghiệp Tàu Khi. Như vậy là bóng đá chạm tay của Như Dung và như vậy là cả thủ Vika đã phạm phải 5 lỗi tổng hợp. Chỉ cần thêm một lỗi nữa thì họ sẽ phải nhận một quả penalty 10m. Không được, cú đặt lồng rất nguy hiểm của Đăng Hoài. Lê Quý Khải, Vũ Sinh, quả bước một chỉ thành công của Như Dung, phản công dành cho đội Ajax Cứu Giúp. Nam Khánh, chúng ta thấy từ đầu trận thì dù để cho đội cả đang phòng thủ là rất nguy hiểm lắm. Một đá nằm sau lưới. Tiếp theo là một lưới dành cho đội Riga. Không còn nhiều nữa. Tỷ số đang là kết quả hòa không được. Những thời điểm đã qua thì tiến trận diễn ra căng thẳng và sức. Chứ cũng phải là một cái chơi quá chủ động đến từ EU. Đá biên cho Đăng Hoài.
Chị mời quý. Đang ngoài. Nguyễn Lê Lâm Khánh. Đến thời điểm này thì ban luyện của hai đội đối đầu tỏ ra cực kỳ dè dặt và thận trọng các thay đổi công nghệ của mình. Mỗi đội chỉ mới có một sự thay đổi này. Tiến Trung đã thất thế và anh đã phạm lỗi với chính nhân. Vâng, như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã đổi còi để khép lại trận đấu cân bằng của hai đội EU và cầu thủ Riga. Giống như nhận định của nhiều người thì kết quả của một trận đấu là không nhiều. Một kết quả đã được. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính, cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ thêu logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871 hoặc truy cập website theologo.vn. Như vậy là tiếng còi thay cuộc của chúng ta ở trận đấu thứ hai bắt đầu. Trong thời gian thi đấu của đội đầu tiên, các cầu thủ EU đã làm chủ hoàn toàn thế trận, họ có bóng nhiều hơn nhưng cũng không tạo ra được quá nhiều cơ hội bởi vì pha phòng thủ của bên phía Riga đã chơi tốt ở đội đầu tiên. Sau đó thì khoảng 7 phút cuối trận thì cầu thủ Riga đã chơi chủ động sau khi họ phạm phải 4 lỗi tổng hợp. Sau đó thì cầu thủ Riga cũng đã tạo ra cho mình hai cơ hội nguy hiểm có thể bên phía bàn thắng. Quả chuyền của Bảo Quy. Kế Trung. Đối với gia quân của các cầu thủ EU ở trong trận đấu thứ hai có Đăng Hoài, Bảo Quy, Nam Khánh và Kế Trung. Bắt chính là thủ môn Lê Minh Thảo. Như vậy ở trong hiệp 2 thì cả hai đội đều đã có những sự điều chỉnh về con người. Đúng ra quân trong hiệp 2 bên phía cao thủ Riga, họ có tiền đạo mang áo số 10 Trần Như Dung. Số 7 H7 trên núi Sánh. Chí nhân sẽ đá thấp ở phía dưới. Đây là H7. Chạy ra hiệp. Không ai. Cú đá để bóng đi chạm vào sáng ngang. Rất nguy hiểm. Và đến đấu thứ hai thì Hussein mới có một cú đá thật sự đã gây được áp lực cho khung thành của các cầu thủ câu lạc bộ EU. Kế Dung xuống bóng. Đó là pha băng lên của Đăng Hoài. Vào đội thay thì hai đội có vẻ như đang chơi nhanh với mục tiêu là để tìm kiếm cái thông thế bế tắc và tâm lý. Nếu này thì trong số các hai đấu của giải Rio Lai 2017 tại vòng đấu bán kết thì đã có một trận cầu phải phân định thắng thua từ chấm đá penalty. Đó là trận cầu tại giải Lão Tướng CDC giữa hai đội Lão Tướng Cát Xà Thú Sơn và Duyên Nhiên Quảng Ngãi. Khi ấy thì hai đội đã hòa nhau với kết quả 1-1. Rồi trên tâm đền thì cao thủ Cát Xà Thú Sơn đã thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Chí Nhân qua khoảng vừa trên núi Sánh. Nếu vậy thì các vị trí của cao thủ Đi Gà có sự hợp của Bêu Sốc 1-3 và các cầu thủ Đơn Dương Lan Trề thì họ cũng đã có được một sự hợp nhịp nhàng nhuần nhuyễn giữa các tổ. Quả đá quý cho Can Trèo sinh nhật. Người đang mới đầu ở trên sân là Chí Nhân. Đang kinh đấu cho cao thủ đi cả trên này, chúng tôi cũng xin giới thiệu lại số 7 Hữu Sánh, số 9 Quang Trung, số 11 Như Hiệp, số 12 Viết Lượng, số 13 Hoài Hào, số 20 Lý Ông Trường và số 10 là Trần Như Dung. Quả chuyền chiến thuật. Sau đó là pha cắt bóng kịp thời của Đăng Hoài và cũng đã có được một quả đã phát lên. EU ở trên đây có số 1 thủ môn Lê Nguyên Khải, số 8 Nguyễn Đăng Hoài, số 9 Trần Bảo Kỳ, số 10 Nguyễn Thế Anh, số 11 là Xuân Thanh, số 13 Thiên Dũng, số 16 Minh Thảo,
số 23 Nam Kính và số 31 là Kế Trung. Bóng sẽ được phối sát của đội EU. Nam Kính đã chưa thể chỉ được chân. Phản công gì được gì cả. Ngã rồi và có thêm một lối nữa. Đây là quả đá phạt ở trên phía sân nhà của các cầu thủ Riga. Cú ly còn hơi xa. Bắt bại rồi, phản công. Bỏ đi. Ở mùa này thì các pha lên bóng thêm tốc cũng là những bên đánh quen thuộc của hai đội. Từ các pha bóng phản công. Nguyên ngày hôm nay với việc hàng thủ của đôi bên đều lường trước được điều này nên các cầu thủ để phản công nhanh và chính xác là vẫn chưa có nhiều. Trên cầu gần nhất gặp nhau thì hai đội đã gặp nhau tại lượt trận thứ 12, tức là vòng loại, lượt trận cuối cùng của vòng loại. Khi ấy thì cầu thủ Nguyễn Nam Khánh của đội EU đã có được một cú hat-trick. Còn Thanh Dung tạo ra cú bàn thắng để giúp cho cầu thủ EU vượt qua được Riga với tỷ số đậm đà 6-1. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mọi chuyện đã khác hẳn khi cầu thủ Riga đã đi đầy đủ các cầu thủ của mình. Và đôi tay thì người em trai của Trần Như Dung là Trần Như Hiệp đã được thử sức và cũng giống người đồng đội của mình tên đá thế nào cú sánh xem một ghi đang ngoài. Nếu như thành công tại trận cầu bán kết này thì Bảo Kỳ sẽ giúp cho cầu thủ EU vào chơi trận cầu chung kết thứ hai liên tiếp của mình tại Hadoxia. Và anh cũng sẽ có được hai trận cầu chung kết trong năm nay vì đã vào chơi chung kết ở Hadoxia trong máu của Phan Lâm. Vừa rồi là một lối của đội bóng của anh. Chúng ta cho rằng đây là tình huống kéo người của các cầu thủ Riga. Một quả đá phạt có còi và cơ hội đá phạt thuộc về đá ngoài. Bảo Kỳ ngay lập tức sẽ nhập vào khung địa của phường. Nguyễn Lê Lâm Khánh. Năm mươi năm rồi. Một cú tắc quyết đoán và rõ ràng không thể bắt lưới số 8 ở trong phố này. Một quả vào bóng hợp lệ. Trận đấu lực nguy hiểm hơn. Cố lên. Trong pha bóng lội xuống như thế này nhưng thôi người Nga ca vẫn chơi thứ tám. Cú sánh. Đây rồi nguy hiểm. Không có cú đá cuối cùng. Đó là pha cho bóng của số 8 bên phía đội Riga. Cầu thủ Ala cánh phải của cầu thủ Riga trong pha bóng này có lẽ là anh chưa sẵn sàng để nhận thực hiện ngay một cú đá mô sạc. Ở chơi hai thì lần đầu tiên ban huấn luyện của đội EU tin tưởng thủ môn gia dạng kinh nghiệm Lê Minh Thảo. Năm nay thủ môn Minh Thảo đã 44 tuổi nhưng thành tích và phong độ ngay từ đầu mùa cũng là rất ổn định. Đá biên cho Riga. Đó là lỗi đá biên của Trí Nhân. Vậy đang là cầu thủ EU Nguyễn Viết Trung. Sau khi được tung vào sân ở trong đấu thay thì Kiên Sóc vẫn chưa thực sự có nhiều quả trống để thực hiện các pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật quen thuộc của mình. Nam Khánh đã có thêm một lối nữa. Ở trong pha bóng này thì trọng tài đã rút ra tấm thẻ vàng đầu tiên tại trận cầu bán kết. Thẻ vàng thuộc về cầu thủ màu áo số 8 của đội Riga. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quen thuộc của bà quỷ. Nếu lúc em chỉ có thể mang về cho các thủ EU một quả đấy. Trong tình huống chuyền bóng cuối cùng thì anh đã bị các hậu vệ của đối phương cắt bóng tấn công. Quả đá phạt góc của cầu thủ Nam Hưng. Người này thì Đăng Hoài đã thực hiện cú đá vào cột thay dành cho người đội trưởng của mình. Phong Tôm đã được tung vào sân. Ban huấn luyện của đội EU chắc chắn là muốn tạo ra được một sự đột biến ở trên công, ở trong bối cảnh mà đối thủ vẫn đang chơi chặt chẽ. Đúng rồi, liên tục đứng bóng bà đấu bảo không có gì cả. Phải không trần thế hưng, tốc độ sự cản lớp là sở trường của màn áo số 10 của ngày này. Và vừa rồi là dù anh đã bị chết dụ nhưng vẫn có cú đá về phía thành của thủ môn Lê Minh Thảo. Quả đá gốc dành cho đội trưởng Hoài Hảo. Không được, quá khó cho hai đội bảy. Chị Bảo Quy thế trận ở trong những điểm vừa qua đang được tái hiện giống với hiệp đầu tiên. Với cả thủ Dika thì họ vẫn đang đá di dập và chờ đợi các pha bóng phản công như thế này. Vượt bế không, rất đáng tiếc cho Lý Dung. Đó là quả sút ngay ở góc gần, vẫn còn một quả gốc. Người thực hiện cho Dika vẫn là Hoài Hảo. Hoài Hảo chỉ dùng bắt tài rồi, phản công đông quá. Làm gì Nam Khánh bình tóm nào, không được rồi, rất tiếc. Đó là pha phạt mà chưa hữu ý của Nam Khánh và Bảo Kỳ. Quả chuyền ngược lại của Bảo Kỳ ở trong tư thế mà đội Nam Khánh của mình chưa kịp thời băng lên. Thái Hào đội đang chơi đối công 27, động tác xoay trụ rất tốt. Số 2 và số 1 của giải bóng đá Giải Bóng Đá 2017. Lúc này thì hai đội vẫn đang cầm hòa nhau với kết quả không bàn thắng ở trong một thế trận kết bằng. Thêm lần nữa chúng ta lại thấy giống như hiệp 1. Ở hiệp 1 thì khi phạm phải 4 lỗi, các cầu thủ của câu lạc bộ áo xanh nhạt Riga quyết định cầm bóng chặt chẽ. Lúc này họ rõ ràng là so với chiến thắng tại lượt trận thứ 12 vào đấu loại khi mà cầu thủ EU đã thắng đối thủ Riga với tỷ số đến 6-1. Ngày hôm nay là một ngày mà mọi chuyện đã khác hẳn. Nhìn chung toàn phòng thủ của hai đội hôm nay đều đã chiến thắng. Pha xử lý của Hoài Hảo bình tĩnh đây. Đây rồi, không vào, Nguyệt, đây không vào. Cú đá cuối cùng là của 27. Cầu thủ EU đã thoát hiểm. Rất đáng tiếc. Cũng đã từng chung như ở rất gần với khung thành của thủ môn Lê Minh Thảo. Bảo Kỳ giờ này mà lựa một cái thì thôi. Sẽ có quà đá góc ở bên phía cánh phải dành cho cầu thủ Đức Dũng. Và hợp đồng mới đến với các cầu thủ EU mùa này là cũng đã hòa nhập mà tốt. Bảo Kỳ vẫn Bảo Kỳ rất khỏe và sau đó là tình huống đưa bóng đi chìm ở góc gần. Thank you.
Nam Khánh. Không số 41 là tốt tấn công. Một pin đen trong vòng vây của đến hai hậu vệ của đối phương. Nhưng bóng vẫn xuất hiện. Hà phòng thủ của đội TK đã đứng cứng lại vì như Dung cho rằng bóng đã đi ra biên. Đây là một thời điểm mà quan trọng bậc nhất của trận cầu mang hết số 1 này. Bởi vì nếu như đội nào có bàn thắng để vượt lên thì nhiều khả năng họ sẽ giữ được luôn tỷ số. Chỉ thế mà hàng tấn công đội bình cũng đang tích cực tấn công để tìm kiếm bàn thắng khai thông theo tắc gì đâu. 27. Người với Kiên Trung. Phải Kiên Trung mà đây là Nguyễn Lê Lâm Khánh. Người đang chơi nỗ lực nhưng mà từ đầu trận viên vẫn chưa thể thực sự có những quả sống. Rõ ràng là cả các cầu thủ đôi bên ngày hôm nay đều đã quá hiểu nhau. Vậy là sau những phút hoạt động năng nổ thì Như Dung đã tạm thời rơi suy nghĩ để nhường chỗ cho Chí Nhân. Đăng Hoài, Trần Bảo Kỳ. Đá biên cho đội Duy Cảm. Một pha xử lý khôn ngoan của cầu thủ Chí Nhân. Thì vậy là cũng giống như các lần trước thì khi sau khi đối thủ Mùa Xuân, Chí Nhân đá vị trí thấp nhất. Sân khấu, Hoài Hảo, 27, bóng. Hoài Hảo đã gặp lợi thế, tuyệt đá. Sau cái pha bỏ lỡ đáng tiếc từ lúc này, cầu thủ áo số 7 Trần Hữu Sơn. Trần Hữu Sơn đã mở tỷ số dành cho các cầu thủ Riga. Như vậy là phải đến thời điểm 34 thời gian thi đấu của hiệp đấu này thì thế mới tắc trận đấu mới được khai thông. Nhưng thời gian vẫn còn cho EU. Ngay lập tức thì Trung Nhất được chung sân. Đăng Hoài. Thành công. Rất tốt, Chí Nhân. Quả chuyền dài của Chí Nhân. Chắc chắn thời điểm này thì sau khi đã có bàn thắng mở điểm trước pha thủ DK sẽ quay trở về đá thủ phản quân thủ của mình. Và họ sẽ tập trung nhiều hơn cho cầu phòng thủ để hy vọng có thể bảo toàn được cái biệt mong manh này. DK 1-0. Đá biên cho cầu thủ EU. EU đang dùng toàn lực trong màn trình tấn công. Đã có một pha va chạm rất mạnh và Đăng Hoài đang gặp phải một chấn thương. Được đưa lại sân. Kiên Trung. Chủ nhân cài rách khỏe và kiến tạo cho bảy đây rồi. Không vào. Bóng lại đi chạy cột trong cái thức. Rất tiếc cho số 7. Khi tỷ số đã được mở thì 27 cùng với đội của mình có lý do để đá phòng thủ bất công tới đến đây. Phương Thẩm. Ngoài sân thì Trần Bảo Kỳ cũng đang bắt đầu hít. Không ngoại trừ năm những thủ đường tới cầu thủ EU sẽ chơi tấn công tới tay với chơi thuật là full play. Lê Minh Thảo rời sân. Bảo Kỳ sẽ đóng vai trò thủ môn khi đồng đội của mình đá full play. Và với thời gian năm này thì người chia bài sẽ là số 23 Nam Khánh. Cánh phải là Nguyễn Viết Kiên Trung. Hai cầu đá ở gần cột hay là Phong Tông và Thanh Dũng. Nguyễn bảo không bóng đã chạm thích đánh con bình tĩnh Nam Khánh. Việt Nam là cao thủ EU. Nguyễn Viết Kiên Trung sơ đồ tạm thời là 3-2. Trên Mộc Ghi Nam Khánh
Phú Sa cũng đã đi với xa. Và như vậy là đúng lúc này thì trọng tài đã đổi còi để khép lại trận cầu bán kết số 1 giữa hai đội bóng LG United EU và cầu thủ Vika. Kết thúc trận đấu thì với bàn thắng duy nhất của cầu thủ 27.